Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh của em Đình Cang Auto. Và trong video ngày hôm nay vẫn là chuyên mục đánh giá xe, thì Cang sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một dòng sản phẩm xe tải nhẹ dưới 1 tấn. Đó là dòng sản phẩm TR100 sử dụng động cơ Mitsubishi. Thì dòng TR100 này là được tập đoàn Daihatsu lắp ráp. Đó, tập đoàn của Hàn Quốc, nó 41% là vốn nước ngoài. Dòng sản phẩm TR100 này được coi là hiện tượng trong những năm 2020 gần đây. Đó, với doanh số xe bán trong nước là một tháng lên đến 300 xe, quá kinh khủng. Thì trong video hôm nay Cang sẽ giới thiệu dòng sản phẩm TR100 này với phiên bản thùng rất là đặc biệt, đó là thùng cánh chim. Cang sẽ đi chi tiết về ngoại thất bên ngoài, nội thất bên trong và đặc biệt là phần thùng này. Thì xin mời quý vị các bạn cùng theo chân Cang để mình cùng khám phá dòng xe TR100 lần này. Xin mời. Sản phẩm Terra thùng cánh chim này thích hợp với những đối tượng khách hàng bán quần áo, giày dép, trái cây, ví dụ như rau củ quả, dưa hấu, dừa, vân vân, rất là tiện lợi, chỉ việc bày bố trên sàn xe và ngồi bán thôi, rất là ok. Này có thể di động chạy bất cứ đâu đấy, rất là hay. Thùng này là được mở tung hai cánh như này, rất giống cánh của chim, được là tên gọi là Terra thùng cánh chim đó. Với kích thước lòng thùng là dài là 2m6, rộng là 1m6 và cao là 1m55. Vách trước được làm khung sắt rất là chắc chắn nha, phía trong vách trong là vách tôn kẽm 5 gem, và phần thành thùng này, thành thùng bên hông là sử dụng vách ngoài là vách composite, vách xong là vách tôn kẽm chống rỉ đó. Sàn là sàn phẳng, sử dụng sàn sắt 1.5 ly. Với cái cánh tung như thế này thì đang được sử dụng mỗi bên là 2 ti đó, với mỗi vẫn là sẽ là 4 ti, đẩy rất là khỏe, lực đẩy rất là khỏe, với khung xương làm rất là đều, là chắc chắn này đấy. Phía giữa sẽ là một cái trụ rất là chắc nha. Đó, cái trụ giữa như thế này thì mỗi bên sẽ là mở một cánh. Trụ này trụ cố định nha anh em, trụ chết đấy. Phía sau còn trang bị thêm một cái bẩn mở lên với 2 ti đẩy. Đó, mỗi cái bẩn như thế này được trang bị là 4 bản lề. Phía trên kia cũng vậy, 4 bản lề luôn, là bằng sắt. Phía sau là sử dụng 3 bản lề, vì cái bẩn này cũng khá là nhỏ thôi. Đó, rất là hay nha. Mình sẽ để mở cái bẩn dưới này. Đó, anh em có thể quan sát đề bẩn được giữ lại bởi cộng dây xích này. Có cái móc ở đây nè. Thì mình nghĩ những cái phần lần sau thì nhà máy nên đóng chỗ cái móc giữ này thì hàng chắc chắn hơn, và làm bằng đinh tán, chứ đừng có ra bắn GB, cái này rất là yếu đấy. Thì cũng làm cộng giá xích lớn hơn, vì cái thành phẩm này chịu lực khá là nhiều đó. Ngoài ra thì cái bẩn này rộng là 5 tấc nha quý vị và các bạn, bẩn rộng 5 tấc đấy, nhìn rất là hay không. Thì cuối video mình sẽ đóng bẩn lại, mình quay xung quanh khi mà xe nó sẽ đóng bẩn lại trong như thế nào nha quý vị và các bạn. Mặt ca lăng được thiết kế dạng tầng, bao gồm 4 tầng. Đó, được mặt ca lăng sáng bóng, phía giữa trung tâm sẽ là chữ D cách điệu, viết tắt của tập đoàn Daihatsu tại Hàn đó quý vị và các bạn. Đó, trong xe rất là khỏe khoắn nha. Mặt ca lăng này là điểm nhận diện rất lớn của sản phẩm TR100 lần này. Khi mà anh em đi ngoài đường, nhìn rất là năng động trẻ trung. Phía bên đây sẽ là hệ thống đèn chiếu sáng, đèn bi xe nông, đèn pha cốt và tích hợp luôn đèn xi nhan, với ngôn ngữ thiết kế là vuốt nhọn về kiểu mắt đại bàng, trong xe rất là dữ và hầm hố. Phía dưới thì xe được trang bị đèn sương mù, đó đèn vị trí đó anh em, khi xe chạy vào những cung đường xấu, thời tiết xấu ví dụ như mưa sương mù thì giúp cho tài xế chạy trên đường thì dễ dàng quan sát, cho lái xe an toàn hơn.
phía giữa sẽ là mặt lưới tản nhiệt được thiết kế dày tổ ong, giúp cho xe được làm mát động cơ tốt hơn mà cũng không kém phần thẩm mỹ. Mặt kính chắn gió thì xe được thiết kế hai cần gạt mưa đó, được thiết kế cần gạt mưa kép. Gương hậu là vẫn là gương chỉnh cưa nha quý vị và các bạn. Đó, tay nắm cửa vẫn là thiết kế dạng ngang, giúp cho quý vị và các bạn dễ dàng thao tác trong việc mở cửa. Đây, được tem của Tera 100 lần này nè, trông rất là nổi bật trên cái nền trắng của xe Tera 100. Thiết kế rất là khí động học, giúp cho xe chạy được tiết kiệm nhiên liệu hơn, hạn chế tối đa sức cản của không khí. Đó, xe sử dụng hệ thống treo vẫn là treo phụ thuộc, trước là sử dụng phục giảm chấn, phía sau sẽ là hệ thống nhíp. Đó, nhíp là 6 lá. Đây, xe là sử dụng lớp Casumina, hệ lớp khá là nổi tiếng của Việt Nam, với thông số lớp là 175 sạc 70 với vành mâm 14 inch. Lớp này là lớp là không ruột. Đấy, mặt la răng này rất là đẹp nha, năm tấc kê. Phía giữa sẽ là logo của tập đoàn Đại An, mặt la răng trùng với màu xe này rất là đẹp. Trước là sử dụng phanh đĩa và sau là phanh đan trống. Đấy, trước sau đồng bộ nha quý vị và các bạn. Đó, trước sau đồng bộ, và phía sau thì sử dụng cản inox này. Đó, sử dụng 6 lá nhíp và phanh là phanh tan trống. Đây là cầu của xe này, cầu của xe trông rất là khỏe nha, to bản, sử dụng một lớp dự phòng. Đó, đấy, cánh mở cửa của Tera 100 rất là rộng nha. Nắp bi cửa này được làm bởi hai tông màu là màu kem và màu đen, nhìn rất là sang. Với cái mạ viền ốp chrome mà bạc như thế này nhìn rất là nổi bật nha. Kính là kính chỉnh điện auto bên tài nè. Đó, ngoài ra thì còn trang bị cái lốc kính ở đây, phía dưới còn trang bị một cái hộc để đồ, để nước vân vân, giấy tờ rất là tiện. Phía bên đây sẽ là tích hợp của cái loa của xe, được trang bị lên trên cái tấp bi của cửa. Đó, mình sẽ phải tiến vào phần nội thất. Đó, thiết kế hai chỗ ngồi nha, hai chỗ ngồi, không gian cũng khá là rộng rãi đó. Đấy, phần đắp lô của xe này là được trang bị hai vòng tua cơ, biểu hiện vòng tua máy này. Bên đây sẽ là, bên phải sẽ là km trên giờ, phía giữa trung tâm sẽ trang bị một màn hình đi LCD cỡ nhỏ. Đó, hiển thị mức độ làm mát, mức nhiên liệu, odo vân vân. Ngoài ra được trang bị một số đèn cảnh báo dưới đây. Xe được trang bị vô lăng là vô lăng 4 chấu nha. Phía giữa sẽ là logo của Daihan Moto. Phía bên đây sẽ là một số nút điều chỉnh đàn, đèn cản, nút sinh vân vân. Bên này sẽ là hệ thống điều chỉnh cần gạt mưa. Ở phía trung tâm thì xe được trang bị máy lạnh theo xe nè, điều hòa hai chiều, radio FM, và ngoài ra còn trang bị thêm một cổng AUX ở đây. Đã được nổ máy rồi, quý vị và các bạn có thể nghe tiếng máy nổ khá là êm nha, thì chứng tỏ con cabin của con Tera 100 lần này cách âm khá là tốt, với đường ron đi rất là kỹ, tỉ mỉ, rất là kính nha. Đó, về nội thất tắp lô thì khá là liền lạc nha, rất là xịn. Phần trung tâm cũng được ốp một cái phần là màu bạc, cốc nhựa bạc thì cũng khá là nổi. Điều hòa để xe phía dưới đây cũng trang bị thêm một cái cổng sạc nhanh 12V này, 120W đó, để làm cái một thuốc hoặc là gắn đầu camera,
rất là tiện. Đường số 5 cấp, 5 số tiến, 1 số lùi. Và đây là thắng tay. Phía sau thắng tay sẽ là một cái hộc để mà đựng nước. Đấy. Còn ra thì đối với sản phẩm Terra 100 thì nhà máy Daihatsu Motor có trang bị thêm một túi đồ nghề. Đây đã khá là ngăn nắp gọn gàng. Càng khá là thích đối với những cái túi đồ nghề nha, được bỏ trong cái bọc như thế này khá là xịn và tiện lợi cho khách hàng sử dụng. Đấy, bộ dòng cây phản quang, áo phát quang, con đội đây nè, rồi cờ lê vân vân, nói chung là khá đầy đủ rồi. Đấy, phía bên trái có trang bị thêm một cái nút để mà điều chỉnh độ cao thấp của đèn pha này, tránh chói mắt của người đối diện, khá là hay nha. Đấy, xin mời quý vị và các bạn cùng trang tiến đến phần động cơ của xe, động cơ Mitsubishi. Đó, thì động cơ của xe Terra 100 được bố trí dưới ghế tài nha, dưới ghế tài động cơ Mitsubishi, động cơ i4 4 kỳ 4 xi lanh thẳng hàng. Đó, động cơ vô cùng bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu, với mức tiêu hao nhiên liệu của nó là 100 km, khoảng 6 lít rưỡi xăng, cơ xăng. Đó, sản sinh ra công suất là 68 kW, ở vòng quay tối đa là 6.000 vòng trên phút. Đấy, cơ màu đen này với những cái giắc đấy, cái sáo rồi nè, thiết kế rất là gọn gàng, ngăn nắp, khoa học. Đó, anh em dễ dàng quan sát và cũng như là bảo hành sửa chữa. Đó, vừa rồi thì Trang có đánh giá sơ qua cái dòng sản phẩm Terra 100 phiên bản vô cùng đặc biệt, đó là phiên bản không cánh chim. Thì Trang xin tóm tắt lại như sau: phiên bản Terra không cánh chim này có tải trọng là 920 kg, đó, sử dụng động cơ Mitsubishi 2 chỗ ngồi, cùng là thùng cánh chim, phù hợp với những đối tượng khách hàng mà bán rau đồ rau vặt, bán hàng lưu động á, quần áo, giày dép hoặc là trái cây củ quả, thì sử dụng loại thùng này rất là tiện lợi nha. Đấy, xe thùng cánh chim này khi mà đóng lại nó sẽ trông như thế này nè quý vị và các bạn. Đó, quý vị và các bạn có nhu cầu đầu tư hay là xem xe, cần tư vấn về dòng xe Terra 100 này thì có thể liên hệ trực tiếp với Trang qua số điện thoại Trang để bên dưới, 0981875375. Đó, rồi ra thì Trang có thể tư vấn về các thủ tục mua trả góp, xe được hỗ trợ vay đến 70% cho chị xe. Quý vị và các bạn thì cảm thấy dòng xe Terra 100 thuộc cánh chim này như thế nào thì có thể để lại comment ý kiến ở dưới. Đó, thì hy vọng video vừa rồi sẽ có những thông tin bổ ích đến quý khách hàng. Thì quý vị và các bạn nhớ like và subscribe kênh, chia sẻ video để cho Trang có thể có động lực ra những video tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào quý vị và các bạn.